Vietzack, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopy.vn gạch chéo Vietzack official store. Cô chào các em, chào mừng các em quay trở lại phần hướng dẫn giải một số câu hỏi trong bộ sách Chân trời sáng tạo, Khoa học tự nhiên 9 và ở bài này, cô và các em sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trong bài 8, điện trở, định luật ôm. Đầu tiên là câu hỏi đầu bài trang 39, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Trong chương trình khoa học tự nhiên 8, ta đã biết độ sáng của đèn phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy qua nó. Ở mạch điện hình bên dưới, khi lắp thêm một pin vào mạch điện, ta thấy bóng đèn sáng mạnh hơn. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn phụ thuộc như thế nào vào hiện điện thế giữa hai đầu của nó. Các em thấy rằng với hình A, là người ta sẽ dùng một pin và với hình B thì nguồn chúng ta sẽ có 2 bi. Vậy thì các em thấy rằng với hình 1 và hình 2 thì cường độ dòng điện của hình 2 là lớn hơn của hình 1, cụ thể là lớn gấp đôi của hình 1. Vậy thì cái hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng và giảm bấy nhiêu lần. Vậy sự phụ thuộc của hiệu điện thế và cường độ dòng điện như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào bài ngày hôm nay. Câu hỏi giữa bài, câu hỏi 1 trang 40, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9, tiến hành thí nghiệm hình 8.1. Từ đó nêu nhận xét về khả năng cản trở dòng điện của các vật dẫn dùng trong thí nghiệm. Các em quan sát hình 8.1 là thí nghiệm tìm hiểu tác dụng cản trở dòng điện của một số vật dẫn. Ở đây là có một có hai thước, một thước làm bằng nhôm và một thước nằm bằng sắt. Sau khi tiến hành thí nghiệm thì ta thu được kết quả như sau. Là quan sát số trị của ampe kế thu được trong bảng 8.1 thì ta thấy rằng cường độ dòng điện đi qua thước nhôm lớn hơn thước sắt, nên thước sắt cản trở dòng điện nhiều hơn thước nhôm. Câu hỏi 2 trang 40 sách giáo khoa hóa học tự nhiên 9. Tiến hành thí nghiệm như hình 8.2 từ đó, nêu nhận xét về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn. Thí nghiệm hình 8.2 là thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của Y vào U giữa hai đầu đoạn dây dẫn. Sau khi tiến hành thí nghiệm, ta thu được kết quả như sau. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện tăng thì cường độ dòng điện vật dẫn cũng tăng theo. Câu hỏi 3, trang 40, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9. Nêu nhận xét về tỷ số U chia I đối với đoạn dây dẫn trong thí nghiệm. Thì các em thấy rằng sau khi tiến hành thí nghiệm thì các em thấy hiệu điện thế U tăng thì Y cũng tăng. Vậy thì tỷ số ta nhận xét như sau. Tỷ số của U chia Y đối với đoạn dây dẫn trong thí nghiệm là luôn không đổi bởi vì nó và nó có giá trị bằng 15. Các em nhớ rằng khi mà hiệu điện thế tăng thì y cũng tăng nhưng tỉ số của nó là không đổi. Câu hỏi 440 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. nêu nhận xét về hình dạng của đồ thị. Hình 8.3 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của y vào u giữa hai đầu đoạn dây dẫn thì các em có thể quan sát khi u 1.5 thì ta có y 0.1. Tương tự khi u bằng 3 thì ta có y bằng 0,2. Khi u bằng 4,5 thì y bằng 0,3 và khi y bằng 6, khi u bằng 6 thì y bằng 0,4. Vậy thì các em thấy rằng khi mà u tăng lên thì y cũng tăng theo. Về hình dạng của nó khi các em nối điểm O, điểm A, điểm B, điểm C và điểm D với nhau thì ta thấy nó là một đoạn thẳng. Vậy thì đồ thị của nó là một đường thẳng đi qua góc O của trục tọa độ và được xác định bằng hàm số U bằng 15 nhân Y. Luyện tập 1 trang 41 sách giáo khoa, khoa học tự nhiên trí, trả lời câu hỏi đã nêu ở phần mở đầu bài học. Ta thấy rằng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn càng lớn hoặc nhỏ thì hiệu thì cường độ dòng điện chạy qua nó sẽ càng lớn hoặc nhỏ theo. Câu hỏi luyện tập 2 trang 41 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9 có hai đoạn dây khác nhau. Lần lượt đặt hiệu điện thế U bằng 12V vào hai vào giữa hai đầu của một đoạn dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất là I1 bằng 1,2A. Qua đoạn dây dẫn thứ hai là I2 bằng 0,8A tính điện trở của mỗi đoạn dây dẫn đó. Ta áp dụng công thức tính điện trở để làm bài tập này như sau. Điện trở của đoạn dây dẫn thứ nhất, ta áp dụng công thức R1 bằng U chia cho I1, thay số bằng 10 ôm. Tương tự thì điện trở của đoạn dây dẫn thứ hai, R2 bằng U chia I2 bằng 12 chia 0,8 bằng 15 ôm. Câu hỏi luyện tập 3 trang 42 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Cho đoạn dây dẫn có điện trở R bằng 20 ôm. A. Khi mắc đoạn dây dẫn này vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó có cường độ là bao nhiêu? B. Muốn cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn đó là bao nhiêu? Thì ta áp dụng công thức. I bằng U chia cho R. Để ta làm ở tập này như sau. Với ý a ta tính được cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn I bằng U chia R. Thay số bằng 6 chia 20 bằng 0,3 ampe. Với ý b hiệu điện thế đặt giữa hai đầu đoạn dây dẫn lúc này mình sẽ gọi là U phải bằng I phải nhân với R. Vì I tăng thêm 0,3 ban đầu là 0,3 tăng thêm 0,3 là 0,6 A nhân 20 bằng 12 V. Luyện tập 4 trang 42 sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9. Tính điện trở của cuộn dây dẫn nhiệt trong một bếp điện làm bằng nichrome có dòng có chiều dài tổng cộng 6,5 m và tiết diện là 0,2 mm vuông. Để tính điện trở của cuộn dây dẫn này thì ta sẽ sử dụng công thức R bằng rho nhân L chia cho S thì các em thấy rằng đơn vị của tiết diện phải là mét vuông. Vậy trong quá trình làm các em sẽ đổi 0,2 mini mm mét vuông sang mét vuông nhé. Điện trở của cuộn dây dẫn nhiệt R bằng Rho L chia S thay số bằng 1,1 x 10 ngũ trừ 6 nhân với 6,5 chia cho 0,2 x 10 ngũ trừ 6. Ở đây ta đã đổi sang mét vuông và bằng 35,75 ôm. Câu hỏi 5, trang 43, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên 9 Dựa vào số liệu ở bảng 8.3 Trong 3 chất, nhôm, đồng, nichrome, Thì chất nào dẫn điện tốt nhất, chất nào dẫn điện kém nhất Ở đây là bảng 8.3 là điện trở xuất của một số chất ở cùng 20 độ C Thì mình sẽ so sánh nhôm, đồng và nichrome. Vậy thì nhôm thì điện trở suất là 2,8 nhân với 10 mũ -8, với đồng là 1,7 nhân với 10 mũ -8, ni chrome là 1,1 nhân với 10 mũ -6. Thì các em so sánh thì các em thấy rằng điện trở suất của niken chrome là lớn nhất. Vậy từ đó thì ta có điện trở suất càng nhỏ thì chất dẫn điện càng tốt, ngược lại thì điện trở suất càng lớn thì chất dẫn điện càng kém. Vậy dựa vào bảng số liệu thì ta thấy rằng điện trở xuất của đồng là bé nhất, sau đó đến điện trở xuất của nhôm và cuối cùng là điện trở xuất của nichrome là lớn nhất. Do đó, đồng sẽ dẫn điện tốt nhất và nichrome sẽ dẫn điện kém nhất trong ba chất. Câu hỏi luyện tập 5 trang 43, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 9 cho ba đoạn dây dẫn trong hình dưới bên dưới. A. Tính điện trở của mỗi đoạn dây dẫn. B lần lượt mắc từng đoạn dây dẫn vào hiệu điện thế U bằng 6V thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi đoạn dây dẫn là bao nhiêu? Các em có thể quan sát các thông số của ba đoạn dây dẫn này. Với hình a, dây dài 900mm và đường kính tiết diện là 0,3mm. Với hình b là dây dài 1080mm và đường kính tiết liệu là tiết diện là 0,3mm. Với hình c là dây dài 1.800 mm và đường kính tiết diện là 0,6 mm. Vậy ta áp dụng, ta làm như sau. Điện trở của dây dẫn ở hình A, R1 bằng Rho1 nhân L1 chia F1 bằng 0,5 nhân với 10 mũ trừ 6 nhân 0,9. Ta áp dụng công thức tính tiết diện, tiết diện bằng B nhân với R bình thì ở ba hình đều cho đường kính thì mình phải chia đô để ra bán kính thì thay số bằng 0,4 ohm tương tự với hình B R2 bằng 28 ohm và với hình C là 3,2 ohm câu B cường độ dòng điện của dây trong hình A là I1 bằng U chia R1 R1 đã tính được ý A bằng 6,4 Thay số bằng 0,49A. Tương tự với hình B, I2 bằng 0,21 Ampe và với hình C, I3 bằng 1,88 Ampe. Vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau giải đáp một số câu hỏi đối với bài 8. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.